sáng ấy, nhưng mà nó lại dẻo. Ông thích nó phải cân đối. Ơi cho các ông xem. Bây giờ gọi người đánh không? À, cho các ông đi xem cái vùng gọi là đại học nông nghiệp. Đại học nông nghiệp thì như cái video trước tôi có nói này, đại học nông nghiệp không phải là nơi rẻ nhất, nhưng mà đại học nông nghiệp thì nói chung là giá là nó, đó là cái nơi mà từ đại học nông nghiệp đi tất cả các nơi. Còn tôi cũng nói rồi, Văn Giang thì cũng không phải là nơi rẻ nhất. Nếu mà với bọn tôi ấy, thì có những nơi nó rẻ lắm, nhưng mà tùy theo số lượng của các bạn như thế nào. Như đây bà con làm rất khoa học. Đây đi ra ngoài này. Nhưng còn ở trên mạng thực ra là các bạn cũng biết là tôi nói thật ra tôi quay cái mẹ gì chúng nó cũng chống phá được nha. Mình chỉ muốn là gọi là bây giờ đến giai đoạn này 2 năm nay tôi không thiên về cái vấn đề bán hàng nữa đâu mà. Thì quay để giới thiệu cho các bạn. Đây là cái gọi là cái dâu Đài Loan quả dài đúng không? Dâu Đài Loan quả dài này. À, cái tầm 10 năm trước là nó hot lắm đấy. Đây này, dâu Đài Loan quả dài này. Đấy, gọi là dâu Đài Loan quả dài nhá. Ăn xem nó ra cái mẹ gì. À. Ừ. À, mẹ nó ngọt à. Nó không như như cái dâu mình đâu. Làm quả lứa. Làm quả lứa. Hay phết nhá. Đây. Dâu Đài Loan quả dài đấy. Ơ nó ngọt nhá, cái dâu này nó ngọt nhá, nó không như cái dâu mình đâu nhá. Dâu mình tầm này ăn chua. Nó sốt cũng lâu rồi, nó sốt phải 10 năm nay rồi. Tức là từ 10 năm trước tôi đã biết nó rồi. Gọi là dâu Đài Loan quả dài. Đây. Mẹ mình biết nhiều hơn chúng nó rất nhiều nên mạng nó cứ chửi. Đây. Ngọt. Còn cái thể loại này mẹ cắt cành mà dâm thì nó nên như ngổ. Nhiều lắm, năm ngoái nhiều lắm. Còn đây là giới thiệu cho các bạn cái mô hình. Còn cái việc mà các bạn như lời tôi nói ấy, là không có nơi nào rẻ nhất, mấy cái nơi nào đắt nhất, mấy thế nọ thế kia. Nó phải phụ thuộc các bạn lấy số lượng cơ. Chứ các bạn lấy nẻ thì các bạn tìm cái nơi rẻ nhất thì thực ra là cái ý của những cái ông thu nhập thấp. Đây. Thì tôi mới bảo là đôi khi người ta tiết kiệm 1 triệu bạc, người ta có thể bỏ cả tháng trời người ta tiết kiệm. Tìm cái nơi nào rẻ nhất để tiết kiệm 1 triệu ấy. Đây. Dâu này nó ăn quả dài. Làm quả lứa. Lại làm quả lứa. Lại làm quả lứa. Ngọt. Mẹ bọn dâu này ngọt thật. Được cái mình hơn các bạn là vì thế này. Cứ xem nai thôi nhưng mà. Đây là cái loại lê mới đéo gì ấy. Đấy, lại con dâu Đài Loan quả dài nữa. Mẹ ăn dâu này sướng lắm. Để cho con cái thủy nó ăn. 10 năm nay tôi biết cái loại này rồi và tôi trồng ở ngoài cái ruộng của tôi ở ngoài chỗ quán cà ấy. Nhưng ông cao cõng ông chặt mẹ đi. Dâu Đài Loan quả dài. Ừ, ngọt đấy nhỉ. Đây. Đấy, dâu Đài Loan quả dài. Vừa hôm qua vừa thuốc sâu à? Sâu ơi, sống chết nó có số. Mới cả nhìn cái khoang cảnh chúng nó điều hưu như này, chúng nó phun gì. Mẹ nơi nào có bướm, có ong, có chim là không phun thuốc trừ sâu. Đấy, đôi khi là các bạn biết này. Cái nơi nào mà nó hết bướm, hết ong là phun thuốc trừ sâu ác. Mẹ cái nơi nào mà còn bướm, còn ong, còn chim, còn các thể loại, tức là phun thuốc trừ sâu ít. Trên này anh em nó làm thương mại chứ nó nói chung là. Đây, sâu siếc như nhiều như này. Nhưng đéo biết được đâu, ông kia ông vừa bảo vừa phun thuốc trừ sâu mẹ. Dễ cũng tạch lắm. Hôm nọ mình ăn cái quả đéo gì nhỉ? Mà về bị thằng Huấn nó đuổi. Thế là các ông bảo là thế thằng Huấn là thằng nào mà lại đuổi ông? Và thực ra là Tào Tháo đuổi. Nhưng mà hôm ấy là ăn cái gì nhỉ? À ừ, cũng dâu. Ừ, cũng hôm ấy là cái dòng dâu tầm bonsai. Ở đây được cái là bà con toàn treo biển tên giống rồi. Đấy, thế là lúc đấy tôi vừa trêu anh em, chúng nó bảo là tại sao em ở đây em nắm những cái này mà em không làm những cái video là phân biệt cái bưởi đỏ Tân Lạc hoặc bưởi đỏ Luận Văn hoặc bưởi Diễn. Em phân biệt nó từ cái lá này, từ cái lá cái thân, để biết là cái ví dụ như xoài này này, nhà các bạn là muốn mua một cây xoài Thái này, một cây xoài Úc này. Đấy, đây là hai luống khác nhau này.
xoài Thái với xoài Úc này, mấy cả xoài Đài Loan này. Thế bây giờ thế xoài Đài Loan với xoài Úc với xoài Thái thì nó khác điểm nhau là cái loại nào? Từ cái lá ấy. Ví dụ cái lá này này. Nhưng mà thường ở đây bà con cứ dựng biển thế này thôi, nhưng mà đéo biết là có đúng giống hay không đâu. Đấy, buồn cười lắm. Đây ví dụ như biển này là xoài Đài Loan nhá. Thì các bạn phải phân biệt là từ cái lá này, lá xoài là xoài Đài Loan với cả cái xoài Úc này nó khác gì nhau. Như như các bạn xem live thì biết thế mẹ nào được nói xoài xoài Úc với xoài Đài Loan nó khác gì nhau đâu. Chả thấy khác mẹ gì. Đúng không? Thế thì cái xoài Úc với xoài Đài Loan thì nó khác gì nhau? Xong rồi lại bên ông cánh này nữa. Lại xoài Thái. Thế thì xoài Thái với xoài Đài Loan với xoài Úc thì nó khác nhau điểm gì? Phải phân biệt cho các bà con đấy chứ. Chứ bây giờ ví dụ như người ta gắn biển là xoài Thái đây, các ông muốn mua xoài Úc nó ông đánh cây này nó giao. Nó các ông bảo là không không mua xoài Úc, là nhà có cây xoài Úc rồi, muốn mua cây xoài Thái nó lại đánh cây này tiếp nó giao. Các bạn bị như thế. Còn mộc ta với mộc tàu đấy là tôi cũng đóng góp như thế rồi. Ví dụ như mộc ta là gì? Đây là vú sữa hoàng kim này. Ơ nó lạ cái là bây giờ ở đây là có ba cái biển. Xoài Úc, xoài Thái. Bây giờ là xoài Đài Loan. Ờ à, xoài Đài Loan. Ba giống xoài này. Nhưng mà tôi mới trêu anh em chúng ta vừa hôm nãy này. Tôi bảo em ở đây em như thế này, em phải lên video em phân biệt ba loại xoài khác nhau cho bà con là từ cái lá. Mấy cả khi bà con nhận là cái lá như thế này là xoài Đài Loan. Còn cái lá như thế này là xoài Úc. Cái lá như này là xoài Thái. Bưởi em cũng phân biệt ra cho các loại bưởi, mít cũng thế. Bây giờ bà con là cần cái video như thế thì em đéo làm, em cứ ngồi em lên mạng anh em chửi anh. Em có chửi anh đâu. Buồn cười lắm. Thế bọn ở trên mạng cái bọn nào nó chửi tao mà nó cứ chửi tao loạn vậy. Thế tôi bảo là tôi cũng định làm như thế, nhưng cái thứ nhất là ví dụ một là tôi không chuyên ngành của cái dòng cây ăn quả này. Còn tôi bảo cái các cái mà ở trên mạng nó hay có cái kiểu là ví dụ như cái biển này là xoài Đài Loan nhá. Thế nếu mà các bạn mua xoài Đài Loan thì nó đánh cây cây đằng sau cái biển đúng không? Nhưng mà bây giờ các bạn có một bạn khác bạn bảo nhà chị có cây xoài Đài Loan rồi, chị muốn mua cây xoài Úc, em có không? Ở đây có biển xoài Úc đây, nhưng mà khi các bạn mua thì nó lại đánh cây này. À thế bảo đây là xoài Úc đây chị ơi. Xong rồi đến khi các bạn bảo có cây xoài Úc rồi, bây giờ muốn mua một cây gọi là xoài đéo gì đây kia, xoài Thái chẳng hạn, nó lại đánh cây này nó rào. Thế là đôi khi cái người mua biết thế mẹ là xoài Đài Loan với xoài Úc, xoài Thái, Thái khác nhau như nào. Cũng trồng cuối cùng ba cái giống xoài cuối cùng ra quả y như nhau. Ôi rồi thế là đéo biết cái gì. Căn bản là tại cái người mua ấy, người ta cũng không biết phân biệt kiểu gì. Còn như hôm nay tôi phân biệt cho các bạn bốn loại loại na đây, từ ná đây. Ví dụ bây giờ mít Malaysia thì nó khác gì mít Thái, nó khác gì mít ruột đỏ, nó khác gì mít kia, phải phân biệt từ cái ná cho bà con hoặc cái đọt. Còn cái quả thì đến khi cây nó có quả rồi thì phân biệt dễ. Nhưng cái quan trọng là khi anh em giao cho bà con thì cái cây nó có quả đéo đâu mà ngồi phân biệt. Còn ví dụ như cái bưởi Tân Lạc đang lấy cho khách ấy. Bưởi Tân Lạc với bưởi Luận Văn tôi biết là bưởi ở đây là anh em hoặc là cái người mua là cứ bảo là bưởi đỏ. Nhưng thực tế là có hai loại thì là tôi hay bị nhầm. Hai loại khác nhau, vỏ đỏ ruột đỏ, có một loại là vỏ vàng hoặc vỏ xanh, thực ra là vỏ xanh ruột đỏ. Hai cái nó chung nhau là vỏ ruột đỏ. Còn một loại thì là vỏ xanh vỏ vàng, một loại thì vỏ đỏ. Đấy thì phải phân biệt cho người ta là thế cây nào là cây nào. Cây nào là bưởi diễn, cây nào là bưởi da xanh, cây nào bưởi gì. Mình bây giờ đến bây giờ cái nàng tôi trồng bưởi diễn rất nhiều. Nhìn quả thì may ra biết bưởi diễn, nhưng nhìn cây thì biết thế mẹ là được. Nhưng mà lá nó khác nhau ở điểm gì thì các ông chuyên cây có múi ông phải làm nội dung như thế chứ. Các thể loại mít rất nhiều loại. Nhưng các ông mua loại nào thì nó giao cho cũng cùng một cây. Mua cái mít ruột đỏ Indo thì nó đánh cây đằng sau cây kia kìa. Mẹ các ông muốn mít ruột đỏ sơ đỏ đúng không? Cũng đánh cây kia luôn. Thế là cuối cùng các ông trồng phọt cất ra, cuối cùng là chả thấy khác mẹ gì nhau. Ở đây được cái là bà con dựng biển, nhưng mà nói chung là về cái vấn đề mà các bà con mà tạo được uy tín cho riêng mỗi người ấy nó khó. Đây ở đây là ổi Đài Loan này. Trồng mai sau nó lại ra ổi găng. Còn cái nói thật ra là cái nơi này là cái nơi mà anh em tập kết cây ở các địa phương khác mang về. Cho nên đôi khi là ngày xưa con Luân nó bảo tôi ấy. Thôi anh ơi anh đừng, đây là bưởi bưởi đỏ Luận Văn này. Bưởi đỏ Luận Văn với cả bưởi đỏ Tân Lạc thì thường là anh em nó vẫn bảo là bưởi đỏ. Nhưng mà cái mà vỏ đỏ ruột đỏ ấy là cái bưởi Tiến Vua ấy. Không biết là Luận Văn hay Tân Lạc, tại tôi lâu rồi tôi quên. Mình không chuyên cái mảng có múi này đâu mà. Tức là cái mảng mà cây ăn quả này này, lâu lắm rồi. Khởi nghiệp là tôi khởi nghiệp từ cái cây ăn quả này đi lên đấy. Ngày xưa cũng lấy một cái cây ở đây 3.000, xong rồi anh em chúng nó ở trên mạng thì chúng nó bán 12.000 cơ. Đấy, đây bưởi đỏ Ruby Thái Lan. Gọi cái này gọi là bưởi Ruby Thái Lan này.
Cách đây khoảng 4 năm là anh em chúng nó 5 năm anh em chúng nó xuất hình xịch lấy cả những cái mầm ở bên Thái Lan về ghép. Nhưng mà cái khó cho cái người mua ấy, cái khó cho người dùng ấy là người ta chỉ mua một cây cho người ta trồng. Người ta muốn ví dụ như là xoài đây, người ta muốn 3 loại, mỗi loại một cây để người ta trồng, để mai xoa sau là ví dụ như là xoài Úc, xoài Thái, xoài nọ, xoài kia. Còn ở trên mạng thì chúng nó chửi tôi tại vì là chúng nó không biết mình đóng góp cái gì. Cứ quay cây này xong thế nọ thế kia, xong lên mạng thế nọ thế kia, nhưng mà thực ra chúng nó có đóng góp bằng mình đâu. Tôi cũng bảo là đấy, ví dụ như bây giờ mà bảo là chanh tứ quý như này thì anh em cũng phải phân biệt là cái chanh tứ quý này từ quả, từ hoa, từ lá nó khác nhau với cả chanh ta như thế nào. Chứ con thằng Đức nó cũng chuyên mà mảng cây cây ăn quả này này. Không biết bao nhiêu năm. Thằng ấy nó ở trong cái giới gọi là cây ăn quả nó phải tầm, nó nói chung là năm nay 37 tuổi thì nó cũng phải ở trong giới khoảng tầm mười mấy năm. Mà nó chuyên ngành cây ăn quả đấy nhá. Bảo nó đi lấy cho tôi cái cây bưởi, cái chanh tứ quý. Mẹ cuối cùng nó phải bổ quả ra để nó xem có phải chanh tứ quý hay không. Nếu mà ruột mà nó đỏ ấy thì là chanh đào. Đấy, đôi khi là bà con nói chung là chuyên môn nhưng mà người ta thích lên mạng hoặc người ta thích nọ thích kia nhưng người ta không tập trung. Còn tập trung thì phải hiểu là cái chanh tứ quý với cả cái lá này, xong cái hoa, cái quả hoặc là thế nọ thế kia thì nó phải khác cái chanh đào như nào. Giao cho nó đi mua mấy cây chanh tứ quý cho khách. Cuối cùng ông ở nhà, tôi cũng đéo biết luôn, tôi phải bổ quả tôi mới biết đâu là chanh đào, đâu là chanh tứ quý. Thế bây giờ người ta mua cây giống còn đôi khi còn không có quả cơ. Chứ còn nếu mà bây giờ mà bổ cái quả này ra mà ruột nó đỏ ấy, ruột nó khi nó chín cơ, ruột nó đỏ thì là chanh đào. Còn chanh tứ quý thì là ruột trắng và mai sau nó quả nó vàng. Đấy, còn nếu mà cây mà nó không có quả thì phải phân biệt kiểu gì chứ. Các ông thấy chưa? Mẹ mình cũng mất bao nhiêu thời gian mình phân biệt là mộc ta mộc tàu. Trên mạng người ta toàn nói phét đi. Đây còn táo 05 với cả táo đéo gì đây này. Rất nhiều loại. Khi các bạn bán giống hoặc là bán ấy là các bạn phải có cái nội dung như thế chứ. Có phải là cứ lên đấy xong rồi ghi nè. Là táo lọ táo kia xong rồi người ta mua cuối cùng mua 3-4 loại. 3-4 loại ví dụ như cái chanh đào này. Chanh đào bây giờ ví dụ như tôi phải ở trong chuyên môn cơ. Tôi biết là cái lá chanh đào mấy cái chanh tứ quý nó còn đây hình như vẫn là chanh tứ quý này. Đấy, phải cái lá nó khác nhau như thế nào ấy. Còn tất cả những cái giống này thì thực ra là ghép trên gốc bưởi. Đây này. Mà hôm trước tôi có quay cho các ông mà tôi bảo bưởi mạ này. Cái gốc này này vẫn là cái gốc bưởi nhá. Xong gieo hạt nên là bà con bắn mắt ở đây này. Gốc nó khỏe nhất là gốc bưởi. Xong rồi ghép các loại chanh rồi quýt rồi quất, tức là các cái dòng có múi vào cái thân gốc bưởi ấy. Bưởi gieo hạt đi. Còn nói ra cho các bạn thế thôi chứ còn mẹ à, mình cũng làm tốt cái nhiệm vụ của tôi thôi chứ còn. Còn ở trên mạng chúng nó chửi bới ác lắm. Đây xe này ra để đánh cây bưởi. Táo đéo gì đây? Chả biết. Ở đây nó các loại thể loại kiểu ở trên nông nghiệp này này. Đây là châu quỳ. Nhưng khổ lỗi nói ra để cho anh em ở trong nông nghiệp hoặc là anh em ở đây ấy, làm các nội dung làm sao cho nó phù hợp. Chứ anh em trên nông nghiệp này cứ bây giờ cứ muốn là mình chửi, nhắc đến người ta xong rồi chửi người ta để người ta lỗi. Lỗi nhưng mà phải lỗi từ thực lực. Ví dụ như là có những cái video mà cái thằng anh nông dân áo xanh áo xiếc là nó cũng đi lên từ các cái nội dung hướng dẫn bà con ấy. Là hướng dẫn bà con là dâm cành bằng mật ong. Thì ở đây nó cả một mả những cái mà làm để làm nội dung như này thì bà con đéo làm. Và hôm nay tôi lên video chào bà con nhá. Hôm nay tôi lên video để hướng dẫn cho bà con 5 giống bưởi ở tôi. Là bưởi đỏ Phúc Kiến này. Nhưng còn cái loại này về mình phải 10 năm rồi. Nhưng mà không phát triển được. Cái bưởi đỏ Phúc Kiến ở bên Trung Quốc. Đấy, còn một cái gọi là bưởi lùn Tứ Xuyên nữa. Đấy, đôi khi anh em trồng bưởi khéo cũng không biết được hai cái giống này đâu mà. Nên tôi biết từ 10 năm nay rồi. Bưởi đỏ Luận Văn mới Tân Nạc thì ở mình rồi. Còn cái ở đằng sau kia là nho thân gỗ. Tôi bây giờ tôi phải tìm cái gì tôi ăn được cơ. Thì đéo ăn được cái bán cái loại này toàn phải bán đầu nghìn đầu vạn đấy chứ. Đấy những cái video này mà tôi chả bán hàng gì nhá. Mà chúng nó vẫn chửi được nhá. Đấy có bán hàng gì đâu. Quay cho mọi người xong rồi có những cái thổn thức. Chứ còn các bạn cứ hướng dẫn bà con là dâm cành bằng mật ong. Thế là sai sách. Đầy thứ để làm. Và ở trên ở Việt Nam mình hoặc là hiện tại ở vườn tôi là có hai giống là ví dụ như là mít ruột đỏ Indo này. Đây này mít ruột đỏ Indo này. Mấy cả cái mít đéo gì đây, mít ruột đỏ sơ đỏ này. Cùng là ruột đỏ nhưng một cái là ruột đỏ sơ đỏ. Mấy cả một loại là ruột đỏ Indo. Thế thì phân biệt cho bà con là như thế nào, hai giống này như thế nào. Đéo phân biệt, cứ lên mạng chửi bới xong rồi. Thấy mình ấy cái gì là cứ nghĩ mình bán.
là lên vỗ ngực xong rồi chửi lại theo kiểu là thằng này bán đắt, tao với thằng bán rẻ. Đau đầu lắm. Còn đấy là cho cái mọi người cái nếu mà ở đây nó cũng nhiều cái chủ đề, nhiều nội dung để làm mà. Xuất phát từ bán giống là phải đi lên từ bán giống hoặc đi lên từ những cái nội dung chân chính ấy. Đến một giai đoạn mà mọi người nhiều khách quá rồi thì có chả việc gì mọi người phải bán rẻ cả. Bán rẻ chỉ phù hợp với những ông gọi là bán ế thôi. Cả ngày không có đơn nào người ta mới cạnh tranh bằng giá chứ. Đến cái giai đoạn các bạn biết là tôi quay như này nhưng mà tôi bảo là mày à, tôi có bán gì đâu. Tại vì những cái hàng này các bạn phải đặt số lượng nhiều cơ. Bây giờ các bạn bảo là tôi có tầm mấy héc ấy. Tôi cần trồng những cây này nên danh sách cụ thể. Xong rồi giá này là tôi mua được. Đây tôi vừa tham khảo một bên nông nghiệp rồi. Giá nó bảo là táo 05 này là nó bán 12.000. Anh có bán được cái giá rẻ hơn không? Thì là tôi nhận ngay. Rẻ thì tôi sợ gì, nếu mà cứ nhận số lượng thì chả thằng mẹ nào rẻ hơn tôi. Vỗ ngực. Tại vì thực ra là nếu mà bán số lượng hay là kể cả anh em ở trên này nó cũng cạnh tranh nhau. Hiểu chưa? Cạnh tranh cho nhau từng tí một. Đây, ăn quả cóc nha. Ăn quả cóc xem nó ra cái gì. Cóc bé thế nhỉ? Từ từ mới đọc bình luận được. Cóc mà chả khác mẹ cóc mình. Cóc thả em. Này. Bọn ở trên mạng nó chửi nhiều. Nó chửi tôi. Xong nó cứ ủa ơi. Mẹ này. À, thằng anh nông dân áo xanh nó cũng hướng dẫn mọi người là tuốt hết sạch lá để nó ra nhiều quả. Đi ăn. À. Mẹ chua lắm. Giáo biết có phun hay không? Thực ra nhá, với các cây bé bé nha, nếu mọi người trồng thì phải vặt quả vặt hoa đi thì cây nó mới lớn được. Các cái loại này nếu trồng để mai sau ấy để cho cây nó lớn này thì nên vặt lá vặt hoa đi. Còn nếu cái thể loại này ở cái nàng hoa cây cảnh thì người ta cho lên chum rồi. Cho lên chum mới hoặc bốn bonsai. Đấy là cái cách làm giàu. Chứ còn nếu mà các bạn mà trồng một cây bé như này mà các bạn để hết hoa hết quả như này ấy. Ôi quả to ấy nhỉ. À, bố bắt được quả to à. Ăn xem nó ra cái gì nào. Cóc này gọi là, nếu mà tôi không nhầm thì gọi là cóc Thái. Chua lắm, đéo ăn ra gì. Hướng dẫn các bạn nha. Nếu các bạn nhà các bạn có những cây nó bé bé như này, tốt nhất là vặt hết đi. Tại sao phải vặt? Vặt hết đi. Vặt hết đi. Để cái giai đoạn này để nuôi cây. Nó mà cứ mang quả như này nó chậm lớn. Hiểu chưa? Đấy tôi hướng dẫn thật. Tôi không như anh nông dân áo xanh đâu, nhưng mà trên cây các bạn chỉ để 1-2 quả thôi. Để ăn xem chất lượng quả như thế nào để còn nuôi tiếp ấy. Nếu nó không ngon thì chặt con mẹ nó đi. Còn không để nhiều như thế này đâu. Vặt hết hoa này đi. Đấy. Vặt hết mẹ quả đi. Đấy không nhiều ông này bảo là tại sao mày cứ đi nên mày vặt. Tôi bảo thật, những cây bé như này phải vặt hết quả mấy cả vặt hoa đi để cho nó nuôi cây. Đấy, có thể các bạn để 1-2 quả ơi. Mẹ tự nhiên này. Đây là anh em lưu quan trương này. Ông nào giống của ông nào thì cứ nhận nha. Một bên to bên bé này. Đấy, gọi là nó phải có một ý nghĩa nhân văn sâu sắc như này. Nếu mà để 3 quả thì này bảo Phúc Lộc Thọ thì để mẹ 2 quả đi. Đấy, cho mày nuôi cố gắng 2 quả thôi. Còn các cái thể loại ấy này. Quên mẹ cái bọn này là cái gì. Đây là các cái mầm, đây là mầm gốc. Đây là hướng dẫn thật. Đây không phải là ấy đâu. Tức là nếu mà nhà các bạn có nuôi một cái cây gì đấy, cái giai đoạn đầu này, nên để 1-2 quả để gọi là ăn xem nó ngon hay không. Nếu không ngon thì chặt con mẹ nó đi. Nhưng còn xác định luôn là cái khi mà cái cây nó bé như này thì là quả nó sẽ không ngon nhất có thể đâu. Còn tại sao mà phải vặt quả vặt hoa đi là để cho cái cây nó dồn vào nó nuôi cây cho nó lớn. Nếu các bạn để như này thì thực ra là cái thứ nhất là nó nhiều quá xong rồi sức cây nó không nuôi được. Quả nó sẽ bé. Còn để lại vài ba quả như này ăn cái lúc chín ấy hay là lúc ăn được ấy để ăn nó ngon hay không, nếu không ngon chặt con mẹ cây đi trồng cây khác. Nói thật.
Chứ còn đôi khi có những bà con mà trồng những cái cây mà mười mấy hạ, à, tức là 5-6 năm ấy, xong rồi đến khi phát hiện ra là ăn không ngon thì nó mới chặt đi, nó mất công. Còn ở trên này có nhiều cái tâm sự lắm, nhưng mà đôi khi này anh em chúng nó lại bảo là mình đả động lên anh em. Còn bán hàng thì thực ra là đôi khi là các bạn cũng phải có kiến thức. Kiến thức. Chứ tôi ở đây nếu mà tôi làm chuyên về cái mảng này này, tôi sẽ bỏ thời gian ra tôi nói cho các bạn. Mẹ nó xịt sơn như này là dễ nào. Chắc là nó đánh cho khách không ạ? Vặt mẹ hết quả của nó đi rồi. Nó đánh cho khách, nhưng cây bé này đã đánh bán đáng đéo thì bao tiền. Ủa này, ông cánh này ná chả có bao nhiêu, treo 6 quả. Treo 6 quả này. Chả có tí ná mẹ nào này bao nhiêu. Cái loại thơm hết. Ngày xưa là anh em nó bảo là đây là cóc Thái. Toàn giống cái mơn. Gọi là cóc Thái. Các thể loại trên rời dưới biển. Ở đây ấy. Đây có phải táo đéo đâu. Đây là cây đéo gì? Cây na. Ná la, na ta. Toàn na ta đấy chứ. Đây. Ná na ta này. Ná na. Ô mẹ, thế treo cái táo Đài Loan. À, táo Đài Loan đây này. Có mỗi một cây à? À, một hàng này. Một hàng gọi là táo Đài Loan. Treo cái biển táo Đài Loan ở trên ruộng na. Nhưng mà cũng dọc đây cũng là táo Đài Loan. Đéo biết. Đôi khi bà con ở đây, bà con treo biển linh tinh lắm đây. Táo Đào Vàng. Đéo có ai phân biệt cho các bạn là táo Đào Vàng với táo Đài Loan nó khác nhau ở điểm gì? Bà con mua hai cây nó cùng một giống, cứ trồng đến mút mùa. Ra đây tìm cái cây cái dâu Đài Loan quả dài. Ăn, ăn nó ngọt thật mà. Hình như cái cây góc kia nó nhiều quả đấy. Cho các ông nghỉ nhá. Còn đây là cái nê. Gọi là anh em đúng không? Lê lâu hay cái đéo gì đây. Ở đây là các cái dòng mà bán kiểu bán cây giống. Chứ tôi có để ý thì các cái hàng cây giống này đâu, nó rẻ quá. Mình bây giờ thích bán lẻ, nhưng mà bán các cây tiền triệu hơn. Tất nhiên là nếu mà các bạn mua nhiều thì tôi vẫn bán được. Nhưng mà kiểu bán những cây rẻ rẻ này phải bán nhiều. Ở cái vườn kia không biết bao nhiêu là cái gì nhỉ? Cái nho này này. Nho móng tay phù thủy này là nấp hố hết rồi. Đổ hết xuống hố, xong rồi hôm qua tôi còn thấy. Tôi cũng thương tiếc lắm, tôi định là lên video rồi ông nào xin thì tôi cho một vài cây về trồng thử, nhưng mà bận lắm. Bây giờ lại đi tiếp cả những ông đi xin, xong rồi tôi lại phải đóng gói rồi gửi đi, nó mệt. Ô chùm nho này. Mẹ ngày xưa thích trồng nho lắm đấy. Này. Ôi đi. Này. Ông thấy chưa? Một cây nho nhá. Một cây nho nhá. Quả nó do ra đây này. Đây là quả mấy hoa của nó đây này. Hiểu chưa? Tôi mà live stream cái loại này thì bao nhiêu chả hết. Nhưng mà không có thời gian. Tại hàng này nó bé, nó ít tiền ấy. Đây chùm nho của nó đây này. Cây nho đây này. Đấy. Còn đây là cành chiết. Còn có nhiều loại nho lắm. Có những loại nho mà ở tôi bà con trồng, bà con bán 180.000 một cân tại ruộng. Đây, đây là cái chùm nho của nó này. Tết nha, ở trong Ninh Thuận nha, người ta làm cả những cái cây nho ở trên chậu để người ta bán Tết. Đây, đây là chùm hoa của nó này này. Hoa nho này. Ngày xưa tôi thích trồng nho lắm. Hiểu chưa? Nhìn chán gì. Chẳng qua là với ông thì chán, chứ còn người ta ở nhà người ta vẫn muốn là có một dàn nho. Nhưng mà nho phải ngon, phải ngọt. Những nho ngày dương, cái nho xanh ấy ăn chua bỏ mẹ lên thì ai trồng làm cái gì. Nhưng mà bây giờ nhiều người vẫn trồng dàn nho xanh ý. Nhưng mà bây giờ mà giao cho người ta những cái giống nho mà ăn ngọt ấy. Mà nhất là cái giống nho gì, nho hạ đen mà bà con bán 180-150 một cân ấy. Trồng vội. Nhà các ông còn nói chung là khi nào mà đến một thời điểm nào các bạn sẽ thấy là cây nho trồng trên chậu này. Uốn vòm. Để bán thành cây cảnh. Còn anh em ở trong Ninh Thuận người ta cho những cây nho này này. Người ta cho vào cái chậu, một chậu nhựa ấy. Người ta Tết người ta có vài ba chùm ấy. Nó kiếm ấy. Chẳng qua với các ông không chịu làm thì đây đánh cây bưởi để xếp xe này. Đào bích bên đào phai cũng cắm cọc. Đánh bưởi đây. Hôm nay bác không bán hồng à, nó định gọi về hồng đấy. Nho không hạt có không? Đầy. Nhưng chẳng qua các bạn toàn mua một cây. Các cái hàng giống này phải để anh em ở đây người ta bán.
Cái nho hoa móng tay phù thủy cũng 300.000 với 400.000 cân. Anh em cứ làm đi. TikTok này. Nhạc này khéo, nó đánh bản quyền. Nhạc tà lằng này. Được cái này, anh em đi làm là phải có tí nhạc, không cần sợ là vắng tiếng người. Thôi tôi ấy đây. Thôi tôi ra xe mấy các thứ đây. Đây là đánh cây bưởi không cho lên đây để xếp lên cái xe tải Bắc Nam ấy. Cho các bạn nghỉ nhá. Đó, cái thủy nó lại bảo là quay hoa hồng đây này. Đây này lại bán hoa hồng đây này. Đấy, cả một cái vùng cây ăn quả. Rảnh rảnh tôi mới nói thêm được, cái tầm này không ấy thì được đâu.